Hello, xin tạm biệt chào tất cả anh em nhá. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với máy xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay là mình sẽ cập nhật vào cái video đó là về máy của mình đang làm việc đây. Cái này nó cũng có một con Comat nữa, nhưng mà Comat này tại là bây giờ nó đang xúc xúc nó để một cái lốt ở bên này đấy. Mình vừa mới bắt tay chào hỏi cái này xúc kia. Thì mình nhà xúc ở bên này cho nên là do là cái đầu ngoài này nó cái đất nó còn hẹp cho nên là hai máy nó quay một bên nữa là nó bị mắc, cho nên là mình sẽ quay sang bên ngoài này, còn cái máy kia thì nó cũng quay về cái hướng của mình như này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ múc cái chỗ này đi, xong rồi mình san ra, mình tiến ra gần cái mép bên ngoài tả ly này nha mọi người. Cái đất này nó ra đến ngoài này thì nó không có đất sít nữa rồi mọi người ạ. Đất này nó là dạng đất đỏ rồi, đất sỏi ong rồi. Nó mềm thôi, nó không phải là đất cứng cho nên là xúc nó cũng dễ. Đây là xe của chủ máy mình nhá, xe 3 tấn rưỡi, 2 tấn rưỡi. Trên chở máy xúc nhưng mà vào đây thì anh phải đi chở đất, bởi vì cái cục đất này nó nhiều. Với lại nếu mà thuê xe thực ra là nó không đáng lấy thuê, bởi vì nó cái này là làm cho cái người nhà mà cái người nhà của anh chủ máy anh ấy là bác của anh chủ máy, cho nên là anh ấy không không gọi thêm xe. Và hai con máy thì có hai con xe chở thì đều đến đây để chở hết, đều là hai thằng cháu mà. Thì hôm nay thì nó có 4 xe chạy nha mọi người. Bây giờ ba cái xe kia thì nó vừa mới đi rồi, chắc là nó bị ban nó bây giờ chưa thấy nó về. Kia nó có một con bắt đầu bây giờ mới về rồi. Cái xe của chủ máy này là mình nếu như mà đo ra thì nó được 4 khối, khoảng 4 khối hơn 4 khối một tí mọi người. Nhưng thực ra đây nó chở đất này không phải là chở khối lượng cho nên là người ta cũng không đo cái cùng để làm gì, nhưng mà theo như kiểu cái nhà sản xuất đây là người ta xe cùng cùng đi chạy ấy, người ta sẽ bảo là cái này nó được hơn 4 khối. Đây con vừa về đấy là con 8371 thôi mọi người, con xe mà ai chạy cùng với lại đội của mình. Đi rồi nha mọi người nhá. Đây xe này nó vào cái chỗ này nè. Nếu mà bây giờ mình quay qua đây ấy, thì cái gâu của mình ấy, nó có thể là nó mắc vào cái máy bên kia nên là mình sẽ chỉ có quay ở bên ngoài thôi. Đây thì cái gốc cây thì mình sẽ chôn lái xe, cho cái gốc cây này vào cái xe này. cho lái xe ra cái đổ. Do vào đấy đất nó đủ chúng ta mà. Đấy, chỗ này nó đất mềm không mà. Ở trước chỗ này nó có một cái đường đường lên xuống nên người ta cũng có thấp hơn. Chỗ này ở bên dưới kia là cái cục mà lần trước cũng hai máy làm luôn rồi, bây giờ là cũng ở trên này cũng là hai máy làm. Video trước thì có quay mình có cập nhật cho mọi người xem ấy. Cái răng gầu của mình mới thay cho nên là khi mà xúc đất mềm này nó rất là ngọt luôn. Ngay bây giờ nãy lúc mình cuốc xong rồi mình xả ra là nó có mùn như thế này.
cho tôi. Như cái ở bên trong kia thì nó sẽ hơn, nhiều cục hơn. Ở đây thì nó không có cục mấy. Làm thấy một cái bức tường ở kia để cho nó chắn đất, cho nó khỏi rơi xuống cái nhà bên dưới. Thì cái cung đường mà cái xe này nó chạy thì nó khoảng độ 200-300 mét rồi. Ra để lắp cái chỗ đầm lầy. Bây giờ người ta đồng chúa, người ta chạy đồng được. Cho cầu này nó là nó đầy này. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái này và mình sẽ đi dùng cái này nha mọi người. Mình sẽ cho cái cục ở đầu này đi. Sau đó là mình sẽ tiến dưới này. Mất cái máy của mình lên này. Bỏ cái này ra nó để làm đường nha anh em. Đã mình đi vào kia xong mình sẽ quay ra mình xúc cái chỗ này sau. Xúc còn cái này bắt đầu mình mới dọn cái bể. Chưa đủ đất thì mình sẽ ấy thêm nhá, moi thêm. Có là cái đầu bên trong kia ấy, đầu trong này tí nữa mình ra mình múc cái cục đất kia xuống là được. Gạt cái đất này ra nha mọi người, gạt cái đất này ra để mình chui vào trong này. Đi vào bên trong này, đi trong này để mình xoay máy. Ra vào đây cái đất nó thấp rồi, thế này là mình cái bể, mình sẽ làm cái bể nó thấp xuống, không để nó cao nữa. Bên ngoài này nó lún hơn thì mình sẽ để nó cao hơn nhá. Còn cái bên mình là thứ nhất. Ra cái thì gạt ở bên dưới để lúc ở cái kiểu đốt. Đây là để lấy cái này nó để lấy vào đây thì mình làm cái bể vào đây. Này nó mắc gốc cây. Em mình tiến lên một tí để mình tan cái chỗ này ra cho nó phẳng cái chỗ đứng vào đây. Gốc cây này thì trúc hết ra thì thank you.
Ở đây thì mình đứng ở chỗ này, cái bệ này nó lún như này là mình cứ làm cho nó cao lên một tí, thì nó lún đúng là vừa. Và mình quay lại đằng sau để mình múc vào đằng sau. Đây nha, nha. Đấy, cái này nó lún nó vừa. Cho cái xe kia nó lùi vào chỗ này không người. Mình múc dần là nó gọn đi là vừa. Mọi người thấy mình làm cái bể của mình nó ở trong này nó cao hơn, nó rất lún đấy, nhưng mà mình làm cho nó cao hơn nên nó đi vào đến bây giờ là nó không lún nữa là vừa rồi đấy. Máy nó rất là bằng luôn. Không như kiểu là mình làm ở cho nó bằng xong là đến lúc mình vào là nó lún, thì như vậy thì nó sẽ rất là nghiêng máy. Mà mình lấy mặt kết hợp với mặt bằng luôn thì nó sẽ rất là khó. Đi từ bên này bên kia đi. Chết cầu. Ok. Video của mình xin kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo nhá. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip ngắn như này. Đấy, mình cho cái xe nó vào đây này. Mình sẽ xúc lốp cái xe này. Xúc lốp cái xe này xong là mình sẽ kết thúc nha mọi người. Làm cố nó như thế này đi. Mọi người nhìn như thế. Anh em xem video nếu mà thấy hay mọi người hãy cho em một like nhá. Và nhớ chia sẻ cái video này để cho nhiều người cùng biết. Và nhớ là mọi người đăng ký kênh để ấn vào cái biểu tượng chuông ấy. Khi mà có những cái video mới nhất thì mọi người sẽ nhận được thông báo và sẽ được mọi người sẽ vào xem được luôn. Kênh của em thì nó chuyên về máy xúc rồi. Hai kênh máy xúc nhỏ và bản thân đất và máy xúc Việt Nam với lốc đều là về máy xúc hết. Nên là anh em nếu mà quan tâm thì anh em có thể đăng ký ủng hộ mình cả hai kênh này, máy xúc nhỏ và bản thân đất cũng vậy. Chỗ này nó bắt đầu thì nó bắt đầu mình xả đất xuống, mình xúc vào xe cho nó nhanh. Do là cái bể máy của mình nó cao hơn nên mình xúc nó cũng nhanh, không như kiểu là gần. Mà đất múc ở dưới lên, múc ở dưới chân lên thì nó lâu hơn.
này lúc nãy là mình đáp xuống nên nó rất là mềm. Ok, mình sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo.